Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một loại bánh ngon về bánh mì sandwich, đó là bánh mì chuối nướng. Và cái món này mình làm đơn giản dữ lắm các bạn mà ngon nữa. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình thì mình sẽ cần 5 cái lát bánh mì sandwich như thế này. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần 2 cái trái chuối nữa các bạn, 2 cái trứng gà. Và đây là 2 muỗng canh đường, bơ, khoảng 2 muỗng canh bơ luôn đó các bạn. Rồi tiếp theo nữa là mình cần là 2 muỗng canh sữa tươi không đường đó các bạn. Rồi mình cũng cần thêm là 1 muỗng canh sữa đặc để chút xíu sau khi mà mình làm bánh xong á, mình rưới lên trên cái mặt bánh mình ăn cho nó ngon ha. Và chỉ cần những cái thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái món bánh mì chuối nướng thiệt là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm liền cái món ăn ngày hôm nay của mình. Rồi bây giờ đầu tiên là các bạn, hai cái trái chuối này mình sẽ lột bỏ vỏ đi. Món bánh này là các bạn mình làm mình có thể mình ăn sáng cũng ngon lắm các bạn, ăn tráng miệng á. Mình làm nó dễ mà mình làm cho các bé, mình đảm bảo là các bé sẽ thích á. Đó, mình bỏ những cái chỉ xung quanh chuối ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt chuối ra từng lát mỏng ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, mình mở lửa lên ha các bạn. Khi mà cái chảo nóng thì mình sẽ cho một muỗng canh hoặc là một miếng lát bơ như thế này, mình cho nó tan chảy ra. Khi bơ tan ra thì mình sẽ cho chuối mình vào. Đảo ha các bạn, để cho chuối nó chín mềm á. Mình nấu với cái lửa vừa thôi. Mình nấu một hồi các bạn, chuối của mình á nó sẽ mềm, nó sẽ nhuyễn ra ha. Rồi bây giờ đây là 2 muỗng canh đường thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Mình chừa lại 1 muỗng canh. Mình sẽ đảo đều lên. Công đoạn này mình xên mứt đó các bạn, mứt chuối á. Rồi như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nó nguội. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ đập 2 cái quả trứng mình cho vào trong tô. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường còn lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho cái trứng này nó tan ra. Khi mà cái trứng của mình á bạn, mình đánh cho nó tan ra rồi á thì mình sẽ cho 2 muỗng canh sữa tươi không đường vào đây. Mình vẩy nó ra ha. Như vậy là mình được một cái hỗn hợp trứng nè. Rồi bây giờ tiếp theo nè các bạn, bánh mì sandwich nè các bạn. Mình sẽ dùng cái dao răng cưa ha, mình sẽ cắt bỏ 4 cái viền xung quanh cái miếng bánh mì này đi. Và mình cũng đã cắt xong 5 cái lát bánh mì của mình. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái chải ha các bạn, mình sẽ lăn, mình sẽ cán dẹp miếng bánh mì này đi.
cho nó mỏng dẻo như thế này. 5 miếng. Rồi mình cũng cán xong 5 miếng rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho chuối nè. Mình cho vào trong cái miếng bánh mì này. Mình làm nhân á các bạn. Sau đó là mình sẽ lấy trứng. Mình làm ướt cái viền này để mình cuốn lại á, để cho hai cái miếng bánh mì nó dính nhau vào nhau á. Mình sẽ cuốn tròn lại. Như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp theo ha. Mình sẽ làm lần lượt cho hết 5 cái lát bánh mì của mình. Và mình cũng đã cuộn xong 5 cái cuốn bánh mì nè các bạn. Bây giờ mình đi qua bên bếp và bắt đầu mình sẽ nướng chiên cái bánh mì của mình trên chảo ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, mình mở lửa lên cho cái chảo của mình nó nóng lên đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ vào đây. Mình cho bơ tan chảy ra ha. Rồi bơ của mình nó đã tan ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái tô trứng mình đánh ra nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bánh mì vào đây, mình sẽ lăn nó qua một vòng trứng như thế này. Đó. Rồi mình sẽ cho nó vào trong cái chảo này. Mình sẽ chiên nướng với cái lửa nhỏ ha các bạn. Đó. Nó vàng thì mình sẽ chở nó lên nha các bạn. Mình sẽ chiên vàng đều hết những cái mặt của miếng bánh mì của mình. Mình chiên một hồi các bạn, mình thấy miếng bánh mì của mình đó nó vàng đều hết rồi. Bây giờ mình sẽ gắp nó ra dĩa và mình sẽ thưởng thức cái món bánh của mình. Gấp mình cho nó ra dĩa nhé. Và như vậy là cái dĩa mà bánh mì chuối nướng của mình cũng đã xong nè các bạn. Sau khi mình làm xong mình cho nó ra dĩa như thế này. Rồi mình sẽ cho một muỗng canh sữa đặc mình rưới lên trên mặt của bánh mì của mình nè các bạn. Để nó tăng thêm hương vị ha, ngon thơm hơn á. Đó, mình rưới đều như thế này. Và như vậy là mình có thể thưởng thức được cái món ăn của mình rồi đó các bạn. Cái món này mình làm đơn giản vô cùng nhưng mà nó ngon lắm các bạn. Món này mình làm mình ăn tráng miệng, rất là tuyệt vời luôn. Và nếu như các bạn nào mà thích cái món bánh mì chuối nướng ngày hôm nay của mình á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món bánh về bánh mì rất là ngon ha. Mình chúc các bạn làm thành công.